Chào tất cả các bác nha. Nay em giới thiệu một siêu phẩm thì em cũng đã nhắc rất là lâu rồi. Thì em nói nè, đã cập bến nha các bác. Con này hàng đấu bay về. Thì nó trong cái lô hàng là đấu là mua 4 con 80DB và được một con 89DB và hai con 70 cùng hai con 2000X. Đấy. Bác nào mình siêu tầm và chơi con này, sắm chuẩn bị cái Tết Noel thì liên hệ cho em nha. Thì giá em vẫn giao lưu với các bác là 48 triệu. Thì em vẫn dành thời gian là khoảng 2 ngày. Nếu các bác nào mình may mắn và yêu thích và đang tìm con này và có bác gẹp á, xem video của em thì mình liên hệ cho em Chiến nha, để sở hữu nha. Thì nếu các bác mà không lấy thì em sẽ giao cho shop. Thì khi đó các bác sẽ mua giá là 50 chứ không có giá 48 đâu nha. Khi đó thì em nói thiệt luôn, thì rất là nhiều bác rồi, nhiều bác cũng mua cũng cái con này luôn. Nhưng mà bác chậm mất thì cái bác phải chạy qua chỗ shop kia lấy là giá 50 triệu đấy. Thì em vẫn cân đối giá tốt nhất cho các bác. Thì con này mà em giao cho shop thì họ phải bán là 50 triệu đấy. Đây là những cái sản phẩm nó mang tính chất sưu tầm, mất vài triệu thì cũng không sao các bác. Tại vì những con này giờ hiếm lắm nha các bác, đúng chất bãi nha các bác, là rất là hiếm. Và sau đây mời các bác cùng xem những con chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha, mới cập bến luôn mấy ngày thôi. Xem cái vỏ trước nha các bác, em ốc em mở sẵn rồi, rất đẹp nha, như cuối thùng. Đây mời các bác cùng xem, đây là còn cái tem xanh này các bác, rất là mới nha. Và em đang về một cặp L100 Canterbury chéo và một L100 Canterbury thẳng. Và cặp thẳng thì một bác đã chuyển tiền rồi, chuyển 5 triệu rồi. Ngày mai nó mốt nó về thì em sẽ liên hệ với bác và quen và chụp ảnh cho bác rồi em gửi hàng cho bác thôi. Còn cặp chéo nha các bác, cái gì em thông báo trước là nó sẽ có nha. Còn cặp L100 chéo, hàng đẹp không nha các bác. L100 Canterbury chéo giá là 33 triệu 5, còn L100 Canterbury thẳng là 37 triệu, một đã có chốt rồi, còn chéo thôi. Đây mời các bác xem đồ đẹp em nói nha, nấm nút nha, những nấm nút của chất bãi này các bác, và nấm nút là phải nói là ke xà beng luôn nha. Đấy, những con này hàng sưu tầm nha các bác, 90 DB, thùng vách thì tuyệt vời, con này phía sau tuyệt đẹp luôn. Đây là ngày 18 nha các bác, ngày 18 thì ngày tới ngày 20 thì các bác nào mình sở hữu nhanh tay thì mình lựa chọn. Qua ngày 20 là em sẽ giao cho shop nha. Và những con này bán nhanh lắm các bác. Nó hiếm mà. Những con này anh em shop hô một cái là anh em lấy liền thôi. Tại thái độ đẹp những cái con mà em đưa về cho các bác thì các bác có yên tâm khỏi bàn luôn nha. 8 con sò Toshiba chữ đỏ nha. Cảm ơn tên. Đấy, các bác nào mình sưu tầm những con đẹp như thế này thì đấy, đây gọi là đẹp nha các bác. Hàng đúng chất. Từ Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi mời các bác cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em nó nha. Nó là sexy vàng. Đấy. Rồi. Đây là bên trong sản phẩm. Đây. Nắp đài là nắp đài mèo xám trò nha bác, mèo phải xám nha chứ không phải bên trắng sơn nha. Đây. Mèo là đẹp lắm, mèo là nhìn vào đồng nha các bác. Đây nó có cái đường vân này. Và những cái nắp này đẹp rất đẹp. Seri này các bác 77243. Đây có đồ đẹp nha. Kính công cho tất cả các bác nha. Hàng sưu tầm sexy vàng, trang bị 4 cầu điện. Những con này thì khỏi phải giới thiệu nhiều nha các bác, quá nổi tiếng rồi. Thứ nhất là đẹp, nghi hay, chất âm tuyệt vời, rất là đẹp nha các bác. Đấy. Bác nào mình chốt con này thì liên hệ cho em Chiến đây nha. Giá 48 nha, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đổ bớt 300 ngàn. Cọc tiền thì cọc 10% trở lên nha tất cả các bác. Và nếu các bác cọc tiền thì các bác phải chịu phí tiền thu hộ nha, 10 triệu là 100 ngàn. Ví dụ như là con này 48 các bác cọc 8 triệu đi, thì còn là 40 triệu là phát sinh thêm là 400 ngàn tiền phí thu hộ. Tại vì bên bưu điện và tất cả đơn vị vận chuyển họ thu tiền là họ lấy phí nha các bác. Cái công của họ các bác, có nghĩa là 10 triệu là 100 ngàn họ chuyển tiền nó về các bác, là cái phí, cái công lao của họ thu tiền đấy các bác.
Rồi thì em cũng qua và giới thiệu con 9090DB, cũng dành mua hàng từ Mỹ về rất là lâu rồi, cũng gần cả tháng thì em mới về được. Thì nè, em với cặp bến thì em giới thiệu cho tất cả các bác. Thì bác nào mình có nhu cầu và yêu thích con này và sưu tầm thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh và để luôn được cập nhật những video mới nhất. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.